niềm mong đợi bấy lâu nay vỡ òa. 50 năm qua, mẹ mong đợi giây phút này. Tấm bằng Tổ quốc ghi công được trao đến tay gia đình. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường hy sinh năm 1967, để lại cho mẹ 5 người con thơ dại. Đau thương, mất mát, mẹ gắng gượng nuôi dưỡng các con khôn lớn, xứng đáng với tấm gương của cha. Điều mong mỏi nhất của mẹ trước khi nhắm mắt xuôi tay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh của người chồng thân yêu. Ông hy sinh như sớm thì con cái nó dài, không ai bà dạy dỗ. Đến khi bây giờ con nó đã trưởng thành rồi, hơn 50 năm rồi. Mong muốn của Đảng và Nhà nước quan tâm về gia đình, được cái này bà có Tết là thỏa lòng với Đảng và Nhà nước. Giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng là nhiệm vụ nặng nề, song đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh cho đất nước. Là cơ quan được giao trách nhiệm làm công tác thương binh liệt sĩ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả lòng biết ơn, sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm đối với những người có công. Một quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng được ban hành bao gồm 7 bước để xác nhận. Các hồ sơ của người có công được xem xét thận trọng, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của pháp luật, công khai, minh bạch, đồng thời phù hợp với từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Trong số liệt sĩ được công nhận hôm nay, chúng ta rất cảm động bởi có đến 94 cụ đã hy sinh từ thời kỳ chống Pháp, cách đây trên 70 năm, nay mới được công nhận. Có trường hợp như cụ Đặng Văn Tiết ở Long An bị địch bắt tù đầy ở Côn Đảo, hy sinh cách đây 75 năm, không có một giấy tờ gì. Qua xác minh thông tin tại các nhà tù, đồng thời sự tôn vinh và công nhận của các lão thành cách mạng và nhân dân, chúng ta đã xác nhận và công nhận liệt sĩ. Kết quả hôm nay chính là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, bày tỏ tấm lòng thành kính, một nén tâm nhang của thế hệ đi sau. Của chúng tôi, những người làm công tác thương binh liệt sĩ, đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhất là trong dịp chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay. Đến nay, cả nước vẫn còn hơn 5.000 hồ sơ kê khai liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Nhiều gia đình vẫn sống trong niềm mong đợi khắc khoải, hy vọng những mất mát, hy sinh của người thân sẽ được ghi nhận và đền đáp. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên ơn những thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống, sẽ luôn làm hết sức mình trong việc tìm mọi biện pháp, giải pháp để nhanh chóng xác nhận và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ. Hôm nay, những tấm bằng Tổ quốc ghi công đã được trao đến tay 498 gia đình thân nhân liệt sĩ. Đất nước thêm tên các anh hùng liệt sĩ, Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh sự hy sinh của các liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Một hướng đi mới đã mở ra trong việc thực hiện chính sách người có công, góp phần đền đáp xứng đáng đối với những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.